xa xôi, tìm trong mênh mông những sinh linh đang nổi trội. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tạo ra. Gian lao bao hiểm nguy, bao bùng phong ba, càng yêu quê hương, yêu thiết tha biển quê nhà. Tàu ai ra khơi đã quay về, về tránh bão giông, ngược đoàn tàu đi, ta lướt nhanh về phía biển đông. Trong lòng ta nhổ neo ra khơi, ta tiến về chân trời xa xôi, tìm trong mênh mông những sinh linh đang đổi trôi. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tạo ra. Tránh bão giông, ngược đoàn tàu đi, ta lướt nhanh về phía biển đông. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tàu xa.
rõ là may hay rủi nữa, rồi sẽ đi đến đâu còn chưa biết, nhưng trước hết được ăn, được ở sướng cái đã. Xin giới thiệu với hai anh, đây là thuyền trưởng Trần Văn Lân, tôi là thuyền phó Vũ Trung Kiên. Xin giới thiệu với thuyền trưởng, đây là anh Tô Xuân Điệp, là trưởng ban chống buôn lậu trên biển. Và Trung tá Văn Bình, trưởng phòng hình sự, mới được trên tổng cục điều về để tăng cường chống buôn biển đảo của chúng ta. Vâng, xin chào các anh. Chào anh. Vâng, chào anh ạ. Chào anh, mời các anh ngồi. Xin lỗi các đồng chí, nếu như chúng tôi không nhầm, thì đã có lần đồng chí điều khiển con tàu 274 giúp đỡ chúng tôi xóa sổ bọn cướp ở trên biển. Chà, đồng chí có trí nhớ tốt quá. Như vậy là chúng ta đã cùng cộng tác, đã cùng giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung. Nhưng khi ấy chúng ta chưa có cảnh sát biển mà mới chỉ có cảnh sát đường sông. Nay đất nước đã hội nhập và phát triển nên đã ra đời cảnh sát biển. Tuy vậy, công tác an ninh trên biển, đặc biệt là bọn tội phạm buôn lậu trên biển, đang diễn ra hết sức phức tạp. Bọn chúng đều là những tay buôn lậu xuyên quốc gia. Chúng rất tinh vi và tàn bạo. Chúng tôi mong được các đồng chí hợp tác và giúp đỡ. Vâng. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các đồng chí trong điều kiện có thể. Sau đây xin mời các đồng chí nghe đồng chí Văn Bình báo cáo để các đồng chí nắm được một số thủ đoạn của bọn buôn lậu xuyên quốc gia vẫn thường đưa hàng vào nước ta. Thông qua các cảng biển ngoài khơi, tôi xin được nhắc lại cảng biển ngoài khơi, trong đó nổi trội là mặt hàng thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Vâng, mời anh Văn Bình. Vâng, thưa các đồng chí. Hôm nay em muốn đi tiễn bác và anh ba quá mà không dám. Chuyện của em chị đã nói tất cả cho anh ba rồi. Thế còn bác nhà mình sao ạ? Anh ba sẽ lựa lời nói với ông già. Em thấy trong người sao rồi? Dạ em khỏe. Nhưng càng khỏe em lại càng lo. Lo chứ không sợ chị ạ. Em đã nói cho ai bên nhà biết chuyện đó chưa? Em định không nói. Nhưng mà dì hai là người đã nuôi em từ nhỏ, và chỉ có một mình em là con. Giá không bận học, em dám đi tít vào trong kia để tìm anh Tâm. Thế khi nhà trường biết được chuyện này thì sao? Em tính rồi, em sẽ xin học chậm lại một năm rồi liệu sao. Nếu có anh Tâm, em sẽ bỏ học luôn. Khốn nỗi, giờ đây chẳng biết anh ấy còn sống hay đã chết. Khó vậy đấy chị ạ. Ừ, chị hiểu rồi. Thôi, nhân tiện ở đây ăn cơm với chị nhá. Để chị vào dọn cơm. Xin chào. Chờ mình lâu chưa? Cũng được một lúc rồi. Thế nào, có tin vui à? Bà xã vẫn ổn chứ? Gớm, làm gì mà nhanh thế ông bạn. Tôi đoán chắc ông buồn nên đến rủ ông đi làm một bữa cho đã. Thôi, ta lên xe đi. Ta đi tìm làm một bữa hải sản. Tôi nghe người ta nói ăn hải sản nhiều tốt, khỏe lắm đấy. Đi chứ. Thế thì đi thôi. Đi.
Chào ông. Bà nói đi. Ai đã nói với bà tôi là thủy thủ của tàu không số? Ai? Kẻ đó là ai? Đàn ông hay đàn bà? Và người đó nói với bà ở đâu? Tôi đã nói với ông rất nhiều lần rồi. Thực tình là tôi không thể nào nhớ được. Nào, bà cố nhớ lại đi. Người đó là đàn ông hay đàn bà? Nhưng ông cần biết người đó đàn ông hay đàn bà để làm gì. Tôi nghĩ thì đàn ông hay đàn bà thì cũng thế thôi. Không phải. Đàn ông nói khác, mà đàn bà nói lại càng khác nữa. Tôi cần biết chính xác ai là người đã nói với bà thông tin ấy. Người đó là đàn ông hay đàn bà? Sao lại nói là một thông tin chết người? Hoặc ông là thủy thủ tàu không số, hoặc là không phải. Mà dù có phải hay không ấy, thì cũng không có gì để nói là một thông tin chết người. Tôi cần biết chính xác ai nói và nói ở đâu. Nội trong ngày hôm nay, bà chỉ có việc ngồi để nghĩ lại, nhớ lại xem bà nghe được ở đâu, ở chỗ nào. Vậy thôi, còn nếu bà không nhớ nổi, bà cứ ở nhà, không phải đến công ty làm nữa. Qua đây, nó cũng là bài học cho bất cứ ai hay phát ngôn những thông tin bừa bãi, nhất là những vấn đề đời tư người khác. Tôi thành thật xin lỗi ông. Nếu như... Tôi không cần lời xin lỗi của bà. Điều tôi cần thì bà biết rồi đấy. Thôi được, tôi sẽ cố nhớ lại xem. Nhớ là việc của bà. Nhưng trước khi bà về, bà nhớ nhắc bộ phận hành chính ý, chuẩn bị công tác chu đáo để đón đoàn Hàn Quốc sắp sang thăm công ty chúng ta đấy. Dạ vâng. Chào ông. Ê, xem nào. À, bạn gái à, em này trông hơi bị cu te đấy. Bọn em chia tay nhau rồi, anh ạ. Cũng chỉ vì không thuyết phục được em ở lại Hà Nội mà cô ấy đã chia tay em rồi. Những lời lẽ trong lá thư này chỉ nhằm xoa dịu nỗi buồn trong em mà thôi. Thôi, cho qua đi em. Buồn làm gì cho nó xấu dai đi. Em cũng xác định rồi, từ khi vào Đà Nẵng công tác, em nghĩ cũng đã mất đi một nửa người mình yêu rồi. Lá thư này chỉ là phần còn lại mà thôi. Mà thôi, bây giờ lên phố chơi với anh cho vui. Nhanh lên. Mà anh ơi, em nghe nói anh có người yêu ở đây vừa sinh vừa giàu có phải không anh? Thì nói chung là cũng được. Nhưng mà cô ấy đi xa rồi. Xa là ở đâu hả anh? Xa, nói chung là xa lắm. Mà thôi, để khi nào rảnh ấy, anh sẽ kể chuyện cho chúng mày nghe. Còn bây giờ thì cất thư đi, lên đường, nhanh lên. Đi. Tôi vừa nhận được điện của bố tôi báo cho biết tình hình của ông Đình, bố cậu Đàm, không hề đơn giản như lúc đầu chúng ta nghĩ. Biết bao lần ông cụ đã phải gửi công văn, giấy tờ lên các cấp có thẩm quyền. Và cũng không biết bao lần ông cụ đã phải trực tiếp gõ cửa các cấp lãnh đạo. Vậy mà cho tới giờ phút này, nỗi oan của ông Đình, bố cậu Đàm, vẫn là nỗi oan không được hóa giải.
giờ lại đến chuyện hạnh phúc của gia đình cậu ấy nữa. Liệu cậu ấy có còn đủ nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ hay không? Cả hai việc mà anh vừa nói hình như nó vượt quá khả năng của chúng ta thì phải. Mà theo em hiểu thì anh muốn chúng ta phải làm một điều gì đó thực sự có ích đối với Đàm trong hoàn cảnh hiện nay, phải không anh? Đúng thế. Chúng ta phải làm gì khi trong tàu có một con ngựa đau? Đây quả là một công việc vô cùng khó, chưa hề có trong tiền lệ. Mà quả thật là trong cuộc đời em cũng chưa thấy ai có hoàn cảnh như của Đàm lúc này. Nhưng nếu chúng ta động não một chút, chúng ta thực sự sống vì nhau hơn một chút, chắc chắn chúng ta sẽ có lời giải. Cho dù bài toán của thủy thủ Đàm có phức tạp đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn chúng ta sẽ có lời giải. Kiên này, hơn bao giờ hết, vào lúc này, cậu phải thường xuyên ở bên cạnh cậu Đàm. Nhất cử nhất động phải nắm được diễn biến tâm trạng của cậu ấy, và phải có hành động giúp đỡ cậu ấy kịp thời, thật hiệu quả. Cậu thử nghĩ kỹ mà xem, trong khi chúng ta sẵn sàng ra khơi để cứu bất kỳ ai, bất kỳ người đó thuộc về dân tộc nào, màu da nào, ở đâu, chỉ cần người đó phát đi tín hiệu xin được cấp cứu mà tín hiệu đó xuất hiện trên lãnh hải của chúng ta, chúng ta luôn sẵn sàng vượt qua hàng trăm ngàn hải lý, bất chấp cả thời tiết nắng mưa, bất chấp cả sóng to bão lớn để cứu giúp họ. Trong khi đó, một người thủy thủ năng động, tích cực, một người anh em tốt của chúng ta đang cần chúng ta giúp đỡ. Chẳng lẽ chúng ta lại làm ngơ trước tiếng kêu cứu của một người anh em trên chính con tàu của mình hay sao? Vâng, em hiểu ý anh. Em sẽ mạnh dạn tiếp xúc và mạnh dạn đề xuất để tìm ra những điểm mà theo em đó là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn của vợ chồng cô chú ấy. Đúng hơn là những điểm chưa thể gặp nhau trong quan điểm về hạnh phúc. Đúng, cứ mạnh dạn. Hãy coi hạnh phúc của đồng chí, đồng đội là hạnh phúc của chính mình. Rồi chúng ta sẽ có hướng giải quyết. À kia này, tốt nhất bây giờ chúng ta không nên nói cho cậu Đàm biết về việc của bác Đình. Kẻo cậu đã buồn lại càng thêm buồn. Kể từ hôm biết cha mình nguyên là thủy thủ tàu không số trong những năm đất nước còn chiến tranh, cậu rất tự hào với ông cụ. Hiểu ý tôi không? Vâng, em hiểu ý anh. Em nhất trí với anh về việc này ạ. Thôi, mình đi nhé. Vâng. Mời anh ạ. Cảm ơn.
Đâm, làm ấm chè uống đi. Dạ vâng, có ngay ạ. Ấy, em ơi, Liêm ơi. Dạ, có em đây ạ. Thầy anh ấm trà mới em. Dạ vâng, có ngay ạ. Chú mất ngủ nhiều nên mắt thâm quầng, giống hệt anh. Cứ mất ngủ là chẳng giấu được ai cả. Thật thế hả anh? Chuyện nhà chú ngày một xấu đi đúng không? Vâng. Sắp tới nếu mọi việc cứ diễn ra theo chiều hướng như thế này, chú có biện pháp gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình? Cháu mời chú với anh uống nước ạ. Ừ, ngồi uống nước đã. Dạ thôi ạ, cháu xin phép chú xuống làm bữa tối luôn. Cháu xin phép ạ. Thực tình em cũng chẳng biết làm gì nữa. Em và Thoa yêu nhau là do tự nguyện, chúng em nên vợ nên chồng cũng đều là do tự nguyện. Nay do vì em không mang lại hạnh phúc được cho cô ấy, cách tốt nhất là em phải tự nguyện rút lui khỏi vị trí của người làm chồng, để cô ấy có thể đi tìm hạnh phúc mới. Sẽ chẳng thể vì ích kỷ mà làm hại đến hạnh phúc của người mình yêu. Em đã suy nghĩ kỹ rồi và em sẽ hành động đúng như vậy. Ý của Thoa thế nào? Em đã nói rõ cho cô ấy biết chưa? Em đã nói, tuy chưa thật rõ ràng, nhưng em cũng đã nói, cốt là để khi em có hành động chính thức, không làm gây sốc cho cô ấy. Ý của anh thì trái ngược hoàn toàn về quan điểm hạnh phúc gia đình của chú, và chắc chắn nó sẽ đồng quan điểm với cô Thoa, vợ chú. Quan điểm của anh thế nào? Trước hết, chú phải đón nhận một cách trân trọng tình cảm của cô Thoa đối với chú, bằng cách chú phải vui vẻ lắng nghe ý kiến của vợ mình. Đâu phải là bất hạnh đến cái mức cô chú phải chia tay nhau trong khi hai người yêu nhau là thế. Nay chỉ vì một tờ kết quả xét nghiệm ban đầu của bệnh viện mà đã khiến vợ chồng phải chia lìa. Quả là một điều ngu ngốc. Chú tưởng chú làm như thế là cao thượng với người mình yêu hay sao? Chú tưởng chú bỏ cô ấy thì cô ấy tìm được hạnh phúc mới hay sao? Chú suy nghĩ về hạnh phúc gia đình đơn giản quá. Thật lòng, anh thấy chú là người thông minh trong công việc cũng như trong ứng xử. Nhưng trong trường hợp này, thực sự chú làm anh thất vọng nhiều quá. Trên đời này chỉ có chú mới mang lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy, chứ không phải ai khác. Chú hiểu chưa? Hãy quay về và gặp cô ấy, xin lỗi cô ấy đi, khi mọi việc còn chưa đến mức tồi tệ. Bởi vì em là người anh em tốt của anh, cũng như của tất cả anh em trên con tàu này. Chừng nào em còn chưa nhận thức được đầy đủ về hạnh phúc gia đình riêng của mình, thì không chỉ anh Lân và tất cả anh em trên con tàu này sẽ không tha cho em đâu. Đúng, hạnh phúc gia đình của chính anh cũng chẳng có cách gì để bảo vệ. Vậy rồi đây, hạnh phúc của tất cả những anh em thủy thủ trên con tàu này, anh sao có thể bảo vệ được cho ai? Tôi đã sai thật sao? Còn phải hỏi nữa sao? Vợ anh, chị ấy yêu anh đến thế, chị ấy khuyên anh một lần đi làm xét nghiệm để về vợ chồng có cách giải quyết khi cơ sự còn chưa đến mức quá muộn, thì anh lại nổi nóng gây sự với chị ấy. Anh Đàm này, em thấy nhiều người họ cũng chạy chữa bằng rất nhiều cách, cả đông và tây y kết hợp nữa, rồi họ cũng sinh con như bình thường ấy nhỉ? Vâng. Em xin có ý kiến được không ạ? Tại sao anh lại suy nghĩ tồi tệ như thế, mà trong khi em thấy gia đình anh vẫn còn rất là hạnh phúc? Vậy các cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Anh đã nói rồi, có muốn anh nhắc lại cho em nghe không? Vâng, em xin nghe. Về nhà ngay bây giờ, xin lỗi cô ấy và bố trí đến bệnh viện làm xét nghiệm ngay. Có phải như vậy sao? Chính xác, đấy là cách bảo vệ hạnh phúc gia đình tốt nhất. Còn nếu như anh không còn yêu chị Thoa nữa thì tùy, bọn em không dám can thiệp vào hạnh phúc của anh nữa. Đúng không anh Kiên? Đúng. Nếu không yêu vợ mình nữa thì ở lại tiếp tục làm việc, còn ngược lại, em phải về nhà ngay bây giờ. Về ngay đi, mọi việc ở đây đã có anh em lo, đúng không? Đúng đấy anh ạ, anh về đi. Anh Đàm, em xin hỏi anh một câu thôi, anh có còn yêu chị Thoa nữa không? Hãy nói thật cho anh em biết đi anh. Anh nói đi. Vâng, tôi yêu Thoa lắm. Tôi yêu còn hơn cả chính bản thân mình. Tôi rất sợ
sợ Thoa sẽ không được hạnh phúc như tôi hằng mong muốn. Trời ạ, vậy thì anh còn ngồi đấy làm gì nữa? Anh nghe anh Kiên, về nhà với chị ấy đi. Chị ấy bị anh làm khổ biết bao nhiêu ngày rồi, anh có biết không? Đúng, tôi sẽ về nhà ngay bây giờ, sẽ gặp vợ tôi ngay hôm nay. Cảm ơn tất cả anh em. Anh đi đi. Thế chứ. Nhìn anh Đàm kia. Thoa à, em đang ở đâu? Sao, ở cơ quan à? Về nhà ngay đi, về nhà ngay nhá. Thế nhá. Điện cho các kế biết chưa anh? Ok, để mình báo tin mừng này cho sếp Lân nhá. Dạ. Thế nhá. Anh này, anh Đàm chạy như ma đuổi ấy nhờ. Các cậu à, tình hình hạnh phúc gia đình đại ca nghe đâu có thể tan vỡ, nhưng hôm nay đã có cơ hội làm lại rồi đấy. Vợ chồng ấy khi đã ly dị thì có rất nhiều lý do kinh tế chẳng hạn. Bây giờ các cậu thử nghĩ mà xem nhé, với đồng lương ít ỏi như tụi mình, lại phải giống giữa thành phố có cảng biển quốc tế, chỉ vậy thôi cũng có biết bao nhiêu khó khăn phức tạp. Như gia đình anh Đàm, tớ nghĩ cũng vậy thôi. Chắc không phải chuyện kinh tế đâu. Tớ cũng nghĩ là vậy. Chẳng nhẽ vợ đại ca lại không chung thủy với đại ca à? Không, điều ấy thì lại càng không phải. Các cậu có nhớ lần đại ca mới đi truy tìm dấu vết của tay chuẩn, kẻ đã vu oan cho kiếp Lân mình không? Chỉ vì không liên lạc được với đại ca Đàm trong có mấy ngày mà chị ấy như người điên dại ngay chính chiếc con tàu này. Chỉ riêng điều ấy thôi, tôi có thể khẳng định chị Thoa rất yêu đại ca Đàm của chúng ta. Đúng đấy. Anh lái xe ơi. Có ạ. Xe có đi không anh? Dạ mời anh lên xe ạ. Dạ chào chị ạ. Cậu đã dậy rồi đấy à? Xin lỗi, tôi ngủ say quá. Đấy không phải là lỗi. Chị ơi, chị có việc gì cần đến tôi chưa ạ? Chưa có gì. À, tôi mua cho cậu ít đồ này, cậu xem có ưng không? Dạ, không cần phải thế đâu ạ. Thì cậu cứ xem đi. Đây này, tôi mua toàn đồ xịn đấy. À, thế trước đây cậu dùng dầu gội đầu gì? Dạ, cứ dùng tùm lum ấy à. Ở dưới tàu xa, mấy anh em cứ dùng chung một thứ. Nhưng bây giờ, cậu không còn là thủy thủ của tàu xa nữa. Cũng không phải ăn ngủ tập thể với những anh em ở trên đó nữa. Bây giờ, cậu đang ở trong nhà của tôi. Và sau này, cậu sẽ là thuyền trưởng trên những con tàu của công ty tôi. Hiểu chưa? Dạ cảm ơn chị ạ. Dạ thế anh nhà đâu rồi hả chị? Hóa ra cậu đang điều tra lý lịch gia đình tôi đấy à? Thôi được rồi, muốn biết bây giờ cứ lên phòng thay đồ mới, rồi ta sẽ nói chuyện tiếp. Ok. Dạ. Tại sao chị ta lại tốt với mình thế này?
Trong nhà có ai không ạ? Trong nhà có ai không ạ? Cháu chào chú ạ. Chào cháu. Cho chú hỏi, đây có phải là nhà ông Tư Huỳnh không? Dạ đúng rồi ạ. À thế à, thế bác Huỳnh đi đâu rồi cháu? Dạ bác Tư Huỳnh đi biển từ sớm rồi ạ. Thế bác ấy đi biển mấy ngày? Thế cháu là thế nào với bác Huỳnh? Dạ cháu là con cháu trong nhà bác Tư thôi. À thế à. Mà chú từ đâu tới? Chú tìm bác Tư nhà cháu có việc gì không ạ? À, không có việc gì quan trọng lắm đâu cháu ạ. Chỉ là tiện đường, chú ghé thăm thôi mà. Vậy thì tiếc quá, bác cháu lại đi vắng mất rồi. Không sao, dù sao chú cũng đã biết nhà rồi. Thôi, lát chú quay lại. Cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ. Đã xuống rồi thì vào đi. Vâng. Ngồi đây đi. Vâng. Uống đi. Uống rượu Tây mà uống như cậu thì nhà quê lắm. Nào, hãy uống từng ngụm, rồi nhâm nhi. Uống lại đi. Thế nào? Có khác không? Dạ vâng, quả là có khác. Đấy là tôi chưa nói đến cách ứng xử đấy nhá. Sắp tới có thể cậu sẽ là thuyền phó, cũng có thể sẽ là thuyền trưởng. Cậu phải tiếp khách nhiều đấy nhá. Nhưng tôi làm gì có bằng cấp hàng hải đâu ạ. Rồi cậu sẽ có. Công ty sẽ lo cho cậu. Thế bây giờ cậu có muốn dùng loại rượu gì khác không? Dạ, chị cứ cho em thưởng thức loại rượu nào rẻ tiền nhất đấy ạ. Nói thật là uống rượu Tây không khoái bằng rượu ta ạ. Lần đầu tiên có một người khách đặc biệt trong căn phòng này có đòi hỏi lạ lùng đến như thế. Thôi được, mời cậu. Cậu thử xem. Loại này nặng lắm đấy chị ạ. Như vậy là cậu đã dùng loại rượu này rồi đúng không? Rót ra uống đi. Dạ mời chị. Thưa chị, lúc nào tôi mới được xuống làm việc ạ? Cũng sắp rồi. Sắp là bao giờ ạ? Cái gì cũng sẽ đến lúc của nó. Đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ được làm việc. Nào, uống đi.
rót nữa đi. Nhưng mà chị uống nữa có thể sẽ say đấy. Đối với tôi, không có gì là có thể và không thể. Sống với tôi lâu, rồi cậu sẽ hiểu tôi. Rót đi. Kìa chị. Chị về phòng đi. Chị say rồi. Đưa tôi về phòng. Hãy đưa tôi về phòng đi. Kìa chị. Đưa tôi về phòng nào. Này là cái gì đây? Đây là vết bớt có từ khi tôi sinh ra. Mày như cô không sai à? Từ khi sinh ra à? Vậy thì đã bao giờ anh ở Cao Bằng Nà Mạ chưa? Nà Mạ? Cao Bằng ư? Tôi có ở đó từ năm 11 tuổi đến năm 15 tuổi. Thế cô hỏi để làm gì? Anh Mực. Anh là anh Mực phải không? Vâng, Mực là tên của tôi. Ngày xưa người ta thường gọi tôi như vậy. Cô hỏi để làm gì? Anh Mực. Mà hình như cô không sai thì phải. Không. Anh ơi, anh hãy nhìn em đi. Anh Mực, em là Tèo, con mẹ Thìn ở làng Nà Mạ đây. Anh hãy nhìn em đi. Em là Tèo đấy. Anh Mực. Tèo. Tèo con mẹ Thìn. Vâng, em đây. Có thật không? Chị nói thật không? Em nói thật mà. Anh ơi, em là Tèo đây. Nói linh tinh chứ? Không, không, em không sai. Mà là em. Em. Không. Anh Mực. Trời ơi, tôi đang làm gì thế này? Tôi vẫn đang làm gì thế này?
dậy, dậy nào. Khó khổ. Đây, uống ngụm nước nào. Rõ khổ. Anh ấy đói lả rồi. Cho anh một miếng bánh mì đi con. Thank you.